Ngày 23 tháng 5, Công an quận Nam thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Thị Mộng Ly, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 5, chủ tiệm vàng ở đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5 tới công an trình báo về việc bị mất trộm vàng trị giá 1,1 tỷ đồng. Theo điều tra, Ly được nhận vào làm việc tại tiệm vàng vào tháng 2 năm 2023, không có hợp đồng lao động, với công việc quét dọn vệ sinh trong tiệm và giặt quần áo cho gia đình. Chiều ngày 29 tháng 4, chủ tiệm vàng cho nhân viên nghỉ lễ và sau kỳ nghỉ thì Ly cũng nghỉ việc. Tối ngày 11 tháng 5, trinh sát công an phát hiện Ly ở Bến Tre nên mời về làm việc. Ly viện lý do bị bệnh tim, ngất xỉu nhằm né tránh làm việc với công an. Công an đã đưa Ly tới bệnh viện cắt cử người giám sát và thuyết phục Ly khai báo. Qua đó, Ly thừa nhận hành vi phạm tội. Ly khai nhận cuối tháng 4 năm 2023, do cần tiền tiêu xài nên Ly lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm số tiền và vàng. Ngày 23 tháng 5, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hoàng, 34 tuổi, quê Nghệ An và Nguyễn Đình Sinh, 35 tuổi, quê Quảng Nam để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 5, một phụ nữ đang đi bộ tập thể dục trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An thì bất ngờ bị hai đối tượng chạy xe ngược chiều giật sợi dây chuyền trên cổ. Nghe tri hô, người dân cùng thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp liền đuổi theo hai tên cướp. Khi tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Chiêu Liêu thì nhóm hiệp sĩ áp sát khống chế hai đối tượng tại chỗ, đồng thời thu giữ tang vật do cướp giật. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận cháu bé hơn 2 tháng tuổi là con của Nguyễn Phúc Hồng Ân, 22 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê do bị bạo hành. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Đà Lạt vào cuộc bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương, bạn trai của mẹ cháu bé để điều tra. Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trong thời gian sống chung tại phòng trọ, do cháu bé hay quấy khóc nên y bực tức, nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu, lấy núm vú giả đặt vào miệng bé gái rồi dán băng keo quanh miệng để nạn nhân không khóc. Đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, cháu bé không chịu uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt, làm cháu bị khó thở, nôn ói. Thấy cháu có biểu hiện nguy kịch, Thương đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Trong những lúc bạo hành bé gái, Nguyễn Phúc Hồng Ân là mẹ cháu bé đều có mặt nhưng không can ngăn. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an tiếp tục làm việc, lấy lời khai đối với Nguyễn Phúc Hồng Ân. Sáng ngày 23 tháng 5, tiếp tục ngày xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo tại vụ án sai phạm xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Viện Kiểm sát xác định, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo cho 8 bị cáo bỏ trốn, nên đến nay chỉ xét xử phúc thẩm, xét kháng cáo của 6 bị cáo. Trong đó, Viện Kiểm sát nêu rõ, bị cáo Phan Huy Anh Vũ là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, là đại diện chủ đầu tư nhưng vì lợi ích vật chất, bị cáo đã nhận 14,8 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn để phía Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện việc thông thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Sau khi xét xử sơ thẩm, 6 bị cáo có đơn kháng cáo hợp lệ, được xem xét giải quyết. Qua phiên tòa, Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo đều thừa nhận sai phạm, chỉ xem xét lại hình phạt. Theo Viện Kiểm sát, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vũ đã được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, nộp lại tiền nhận hối lộ. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã tích cực tác động đến gia đình, nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát cho thấy có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phan Huy Anh Vũ, giảm một phần hình phạt cho Vũ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, giữ nguyên hình phạt về tội nhận hối lộ. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Vũ bị tuyên phạt 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 9 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 19 năm tù. Sáng ngày 23 tháng 5, đồn biên phòng Lạch Kèn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngư dân xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
cử 5 thuyền với 19 người nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển. Trước đó ngày 21 tháng 5, ngư dân S, 50 tuổi, trú tại thôn Sông Hồng và ngư dân B, 47 tuổi, trú tại thôn Ngọc Huệ, cùng ở xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ra vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 8-12 hải lý để câu mực và đánh bắt các hải sản khác. Sau đó, người nhà không thể liên lạc được qua điện thoại và cũng không thấy trở về nhà. Mặc dù các lực lượng chức năng, chính quyền và ngư dân địa phương đã phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, nhưng đến sáng ngày 23 tháng 5 vẫn chưa tìm thấy. Trước thông tin nhiều phụ huynh có con được chỉ định ghép gan nhưng không được ghép, buộc phải ra Hà Nội để thực hiện, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân là do phòng mổ cũ, hạn chế về cơ sở hạ tầng, nhân lực thiếu, khiến công tác ghép gan tại bệnh viện phải tạm hoãn trong thời gian qua. Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, từ năm 2019 đến năm 2021, đại dịch COVID-19 làm gián đoạn công tác hỗ trợ của các giáo sư quốc tế, nên công tác ghép gan bị đình trệ. Một lý do quan trọng khác là do thiếu nguồn tạng để cấy ghép. Nguồn tạng ghép cho trẻ em rất hạn chế, đa số từ người cho trong gia đình. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng tìm được nguồn tạng phù hợp. Ngoài ra, để đảm bảo chuyên môn, bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian khi tiến hành hoạt động ghép tạng. Bên cạnh đó, hiện bệnh viện là một trong những cơ sở điều trị tuyến cuối, có số lượng lớn bệnh nhân tim mạch và ngoại thần kinh cần phẫu thuật gấp.